Chết rồi, mấy anh gỗ quá rác ra em không dám ăn gì luôn á. Kiểu này không dám ăn cơm luôn. Cao 1m62 nặng 44kg hả? Em biết anh rồi. Có muốn em nói tên trên đây không? Hay là không nói? Em sợ anh đang giấu tên. Ok, giấu phải không? Mấy anh không thích những người con gái mút mút như em à? Anh béo hả? Thích gầy phải không? Mút mông nó mới to chứ. Mông to, ngực to, eo vẫn thon mà. Nè, eo bé tí. Nó to, đúng chỗ cần to. Sắp đôi nữa rồi. Chẳng ạ. Ngực vẫn bự. Sóc mạnh tay lên hả? Ok à. Mạnh dữ chưa? Anh đen quá hả? Tắm trắng đi cho nó trắng. Đen tình hay đen bạc anh ơi? Em cảm ơn cô Ti. Có ba đỏ. Ba đỏ. Ok, kiếm ba đỏ. Ờ, ba trắng anh ơi. Lẻ xỉu. Nãy giờ đang bà xỉu á. Một lẻ hai chẳng kìa. Chẳng tứ tài nát đít à. Ra chẳng tứ xỉu thì sao? Đó, thấy chưa? Biết ngay mà biết gì. Em hô chẳng tứ xỉu rồi. Em hô chẳng tứ xỉu là ngon rồi. Tại vì đang bệt bị xỉu. Nãy giờ bệt bị xỉu, chưa có cái tài nào luôn. Cảm ơn thần y ạ. Cảm ơn anh. Anh nào hút chẳng tứ xỉu không ạ? Em thấy mùi xỉu. Lẻ tứ tài. Lại sợ xỉu nữa thôi à. Thấy chưa anh ơi? Biết gì em không sẽ xỉu thôi. Sao mà vẫn không theo mình được nhà mình là theo anh mình vậy? Nãy giờ em với chị May là đã bàn nhau rồi, là bàn bị xỉu rồi. Nó không tài nổi luôn anh. Nãy giờ chưa có cây tài nào luôn á, toàn xỉu quá. Tiếp anh ơi. Lẻ lóc bốn đỏ. Chưa thấy ba đỏ đâu ra nha. Bốn tứ chung hả? Hớp lẻ nè. Ai đánh lẻ xỉu nãy giờ ăn no luôn á trời ơi. Nãy giờ mà đánh chẳng lót xỉu là không có tay nào gãy luôn á. Ok, tiếp. Ừ. Không những không gãy mà còn được ăn 2-3 cây tứ full luôn. Lẻ lóc bốn đỏ nữa. Dạ em đang thiên xỉu anh lúc kia. Hớp lẻ xỉu tiếp luôn. Trời ơi, full non nút nhất. Lúc nào cũng sắp theo cầu luôn á. Đẹp không chị yêu? Trời ơi, ai hút cầu chuẩn đét bằng em nữa. Anh cứ đánh vị tài đi nha, để em đánh vị xỉu cho. Em sắp cầu uy tín hàng đầu của bếp luôn.
chẵn tứ nè, sắp đôi cũng được, ăn đỡ nha. Chứ em biết mọi người không thích sắp đôi lắm. Chết rồi, vẫn lẻ anh ơi. Em quay xe lẻ xỉu anh ơi, gãy rồi. Thưởng tứ xỉu chứ. À, bây giờ 7 gãy 1. Mình ăn mình hô thông bảy tay không thấy ai khen câu nào. Mình vừa gãy một tay là chửi mình liền à. 100 trừ 0, trừ 1 bằng 0. Vẫn lẻ xỉu ba trắng hả? Ai chơi được cái cầu này không ạ? À? Bệt vị xỉu luôn. Cảm ơn anh Bâu. Anh nào fan xỉu không? Cảm ơn anh Bâu ạ. À. Trời anh Bâu ơi. Em sốc nãy giờ chắc cũng vô 10 phút rồi, chắc được hai cái bún tim à. Tranh thủ mà ăn nè mấy anh. Chẳng hả? Bẹp chẳng xỉu cả nhà ơi. Không thấy ba đỏ luôn. Ôi cảm ơn anh. Anh gì ta? TKG hả? Anh ơi anh là fan gì anh ơi? Fan chẳng hay fan? Ôi em cảm ơn anh hả? Em cảm ơn anh. Anh Thắng hả? Anh tên Thắng hả? Anh ơi anh chat được không? Không biết anh đánh cái gì nữa nè. Anh ơi lẻ xỉu nữa nè, quá đẹp luôn á. Mày ơi là mày. Yeah. Cảm ơn anh ạ. Cậu đẹp không anh? Đẹp hơn em luôn á. Em tuy xấu gái nhưng mà sắp được cái cầu đều nè. Chúc anh may mắn nha. Anh bao đâu rồi ta? Giờ em mà ra cây này mà ảnh ăn nữa là em biết ảnh chơi gì luôn nè. Anh ơi chết bà, sang lẽ vị lẽ tài rồi. Đổi vị rồi anh à. Gãy hả? Cảm ơn Big Daddy hả? Gãy rồi. Gãy rồi chị ơi. Sang ba đỏ rồi. Em cảm ơn Big Daddy. Anh ơi sầm đâu có em ơi. Sắp rồi hả? Chẳng biết ta đi rồi, hấp chẳng không? Anh Thắng ơi, cảm ơn Tuấn hả? Em cảm ơn Tuấn. Trời ơi, sắp nãy giờ chưa có con bò nào. Chưa có con bò nào đầu tiên luôn á. Cây này mà lẻ tứ xỉu là anh em kiếm cho em con bò được không? Trời ơi, lẻ tài anh à. Chúc mừng anh Lucky húp lẻ tài ạ. Chuẩn bị đổi vị hết ta. Hết lẻ xỉu rồi. Lẻ tài ba đỏ. Sai vị tài le luôn anh à. Cảm ơn anh Tuấn. Bị sai vị. Ờ. Giờ nó sang vị khác. Giờ chắc vị không ổn định như hồi nãy nữa rồi. Bên kia là bệt gần 30 tay chẳng xỉu mà. Bây giờ vị sẽ đều nè.
Lệ xỉu ba trắng. Ai hút lệ xỉu không ạ? Cầu vẫn rất ư là ok đó.